Bình Thuận có sản lượng thanh long khoảng 700.000 tấn mỗi năm, trong đó có đến 85% xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Do phụ thuộc vào thị trường truyền thống này nên khi có biến động, cả người dân lẫn doanh nghiệp đều không kịp xoay chuyển. Các chuyên gia cho rằng chặt bỏ thanh long không phải là giải pháp hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, mà vấn đề cần thực hiện là tổ chức lại sản xuất, chú trọng vào nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Anh muốn vào một quốc gia nào, anh muốn vào thị trường nào thì anh phải nên nhớ là anh phải tuân thủ theo cái hàng rào kỹ thuật hay là gọi là hàng rào mà về vấn đề an toàn thực phẩm của họ, kể cả về an toàn về dịch bệnh. Khi chúng các thị trường mở rộng được thì ta cũng có cái giải pháp của doanh nghiệp phát triển để tăng cái sản lượng xuất sang các thị trường kia bằng việc thứ nhất là chúng ta phải sản xuất theo những tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn global kép. Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân sản xuất thanh long, trong đó chú trọng hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng các thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, vận động doanh nghiệp liên kết hợp tác xã tiêu thụ thanh long bền vững hơn. Tập trung đầu tư trong cái việc chế biến các sản phẩm thanh long, tạo ra đa dạng phong phú các sản phẩm từ quả thanh long ra thành các mặt hàng có chế biến sâu hơn và chúng ta giảm cái tỷ lệ xuất tươi đi. Bình Thuận quy hoạch đến năm 2020 có 28.000 hectare thanh long và định hướng đến năm 2025 là 30.000 hectare. Tuy nhiên đến quý 1 năm 2022 đã vượt hơn 3.700 hectare so với kế hoạch. Nếu trừ đi con số 2.000 hectare bị chặt bỏ từ năm 2021 đến nay thì diện tích thanh long vẫn còn vượt quy hoạch. Giữa lúc nông dân ồ ạt phá bỏ và hạn chế tối đa xử lý nghịch vụ thì giá thanh long đột ngột tăng vọt lên, dao động từ 12 đến 15.000 đồng một ký, nhưng nhà vườn không có sản phẩm để bán.